chúng ta cùng tiếp tục đến với buổi thi đấu, ngày thi đấu buổi sáng ở hạng cân 60kg có sự xuất hiện của Vanelli của Nga sẽ gặp với Huỳnh Hậu Thành Nhân của Việt Nam. Đâu bắt đầu. Rồi, không bình luận đến rồi đây này, anh em đợi nhá. Ư sáng đến giờ. Một tổ hợp đoàn rất tốt tới từ võ sĩ tới của Nga. Nhanh chào đón sự trở lại của bình luận viên số 1 Việt Nam Nguyễn Tùng Anh. Thi đấu. Vỡ giọng rồi. Sao đấy? 7 tiếng. Vỡ giọng rồi. Đó. Và chúng ta đang đến với trận chung kết ở hạng cân 60kg nam giữa Shevchenko của Cộng hòa Liên bang Nga đối đầu với Huỳnh Hoàng Thanh Hồng Nhân của đội tuyển Việt Nam. Và vừa rồi là một cú đá trúng hạ bộ của Huỳnh Thanh Nhân đối với Shevchenko.
Shevchenko đang thể hiện mình là một đối thủ rất mạnh. Khi hôm qua anh đã đánh bại một võ sĩ khác của đội tuyển Việt Nam với một cách biệt rất xa. Những chiến thắng sau hai hiệp đấu bằng những số điểm 5-0. Và bây giờ thử thôi. Vẫn là tiên tuổi. Và chúng ta kết thúc với hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ hai. Và ở trận thi đấu thứ hai là sự xuất hiện của nữ võ sĩ đến từ Belarus, Katarina Kazihelv. Nữ võ sĩ đến từ Belarus sẽ đối đầu với Nguyễn Thị Hải Yến của đội tuyển Việt Nam đến từ đoàn Công an Nhân dân. Và đây là sự xuất hiện của Hải Yến của đoàn Công an Nhân dân. Và hiệp thi đấu đầu tiên được đấu giữa Shevchenko của Hòa Liên bang Nga và Huỳnh Hậu Thành Nhân. Thì Huỳnh Hậu Thành Nhân đã giành được chiến thắng 4-1 trước Shevchenko, võ sĩ rất mạnh đến từ Cộng hòa Liên bang Nga. Và quý vị đừng quên, quý vị đang xem giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024 được trực tiếp trên các kênh sóng của Sao Thể thao Võ Việt và Vietnam Sport. Chúng tôi hân hạnh được đưa đến những trận đấu đỉnh cao của giải Thế giới võ cổ truyền đến với quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai giữa Shevchenko và Huỳnh Hậu Thành Nhân. Vẫn là những cú đá rất sắc bén của Huỳnh Hậu Thành Nhân. Shevchenko đang cố gắng gỡ gạc lại những điểm số đã mất ở hiệp thi đấu thứ nhất. Shevchenko bây giờ mục đích sẽ đưa trận đấu vào hiệp thi đấu thứ ba. Những đường đấm rất chính xác của Shevchenko, nhưng Huỳnh Hậu Thành Nhân với sở chế xài chân dài của mình đang giữ được cự ly rất tốt trước võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga. Vẫn là những nhịp ngựa rất chính xác, và vừa rồi là cú chọc tay trước chính xác của Shevchenko vào đầu của Thành Nhân. Shevchenko đã xảy ra hai vòng đấu để đến được đến trận chung kết này. Và đây cũng là một niềm hy vọng vàng của nước bạn Cộng hòa Liên bang Nga, một trong những đội tuyển rất mạnh tham gia giải võ cổ truyền thế giới năm 2024. Và bây giờ là những cú đá liên tục trúng giáp của Huỳnh Hậu Thành Nhân. Shevchenko với những cú đá 360 của mình vẫn chưa thể tiếp cận được vùng giáp của Huỳnh Hậu Thành Nhân. Trong bộ môn võ cổ truyền của dân tộc ta thì những cú đá thường là những đòn đánh được các võ sĩ đánh nhanh rút gọn. Bởi những cú đá vào vùng giáp sẽ có 2 điểm, cú đấm chính xác là 1 điểm và quét ngã là 3 điểm. Shevchenko đang ép góc Huỳnh Thành Nhân. Nhưng bằng sự nhanh nhẹn và mưu trí của mình thì Huỳnh Hậu Thành Nhân đã có những cú đá vào giáp sau những tình huống giật phản của mình. Đưa. 2 trận 6-7 sau trận này. Và hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024. Chúng ta đang đến với những trận chung kết buổi sáng và buổi chiều nay. Vào lúc 14 giờ chúng ta vẫn sẽ còn những trận hấp dẫn, thi đấu chung kết hấp dẫn nhất, có sự góp mặt của các vận động viên từ Cộng hòa Liên bang Nga cũng như các vận động viên đến từ đội tuyển Belarus. Huỳnh Hậu Thành Nhân vẫn đang giữ được cự ly tốt, có những đòn đá vào giáp của Shevchenko. Shevchenko đang khá lung túng với sự nhanh nhẹn và phản xạ của Huỳnh Hậu Thành Nhân. Cú đá giò lái của Shevchenko, nhưng ngay sau khi anh quay lại phải nhận một cú đá vào giáp của Thành Nhân. Thành Nhân đã bắt được nhịp và bắt được bài của Shevchenko. Và tấm huy chương vàng giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024 đến bây giờ là sẽ khó thoát khỏi tay của Huỳnh Hậu Thành Nhân, võ sĩ thuộc biên chế của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham gia tại giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024. Liên tục là những cú đá vào giáp trúng đích của Huỳnh Hậu Thành Nhân. Shevchenko thi đấu rất quyết tâm và máu lửa, nhưng trận đấu gặp Huỳnh Hậu Thành Nhân thì anh đang bị mất nhịp bởi lợi thế về sải chân dài và tính nhanh nhẹn của những đòn đá chân trước đang giúp cho Huỳnh Hậu Thành Nhân có những đòn đánh rất chính xác và cũng không thể xem thường Shevchenko. Và vừa rồi là một cú đá thẳng vào đầu của Thành Nhân đến từ Shevchenko. 20 giây cuối cùng cho những nỗ lực của Shevchenko, và liệu Huỳnh Hậu Thành Nhân có thể giữ vững được số điểm của mình để trận đấu cũng bước vào hiệp thi đấu thứ ba hay không. Liên tục là những cú đá trúng giáp của cả hai võ sĩ, và Huỳnh Hậu Thành Nhân đang di chuyển bẻ góc để thoát khỏi những cú đấm của Shevchenko. Những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai vẫn là những tình huống đổi đòn rất chất lượng của cả hai võ sĩ. 3, 2, 1. Và hiệp thứ hai của Shevchenko đụng độ Huỳnh Hậu Thành Nhân ở hạng cân 60 kg giải Thế giới võ cổ truyền đã kết thúc. Và sau trận đấu này sẽ đến
trận thi đấu cũng có một sự góp mặt của võ sĩ đến từ nước ngoài, võ sĩ Katerina Kevahel, võ sĩ đến từ Belarus sẽ đối đầu với Nguyễn Thị Hải Yến của Công an Nhân dân đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Trước mặt của quý vị là võ sĩ của Cộng hòa Belarus, Karel, và ở trận đấu chung kết ở hạng cân 60kg giữa Huỳnh Hậu Thành Nhân và Valery Shevchenko thì chiến thắng đã dành cho võ sĩ đến từ đội tuyển Việt Nam, và Huỳnh Hậu Thành Nhân đã giành trước được tấm huy chương vàng thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và Huỳnh Hậu Thành Nhân đang không thể giấu nổi sự xúc động của mình trên gương mặt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu ở hạng cân 56kg giữa Katerina